Ẩm thực chay Huệ Hoàng vlog mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Đây là món giò thủ chay không cần phải ép lon. Mình làm theo yêu cầu của một số các bạn không có cái lon ép á, nên cách làm rất là dễ, nguyên liệu thì dễ mua. Món giò thủ chay này mình làm để dồi bánh mì, ăn trong các bữa cơm gia đình, ăn kèm với cơm với bún hoặc là các cái buổi tiệc chay, nhất là trong dịp lễ Tết mình làm món giò thủ chay này dọn ra dĩa nhìn rất là đẹp mắt mà ăn á thì rất là ngon. Chấm kèm với một ít muối tiêu chanh hay tiêu tắc á, thì thơm phức nước mũi luôn. Rồi mời cô chú anh chị em và các bạn cùng vào bếp với mình để thực hiện chế biến món ăn chay hôm nay. Để làm món giò thủ chay không cần phải ép khuôn thì ở đây mình có 500 g nấm đùi gà đã ngâm nước muối rửa sạch. Mình cắt cái nấm nhỏ ra như thế này ha. Hoặc là mình cắt lát ra như thế này, rồi mình quay lại mình cắt sợi. Cắt nấm xong rồi mình cho vô túi vải đa năng, mình vắt cho ráo nước. Nấm rất là nhiều nước, mình vắt ráo như thế này để mình nấu món chay thơm ngon. Nếu mà mình không có vắt ráo như thế này mình để mình nấu á, nấm sẽ ra nước rất là nhiều, đồng thời rất là hắc luôn á. Vắt ráo nước rồi mình cho cái rổ mình để qua một bên. Tiếp đến cắt cái củ cà rốt 150 g, rồi quay trở lại cắt sợi. Cắt cà rốt xong rồi tiếp đến cắt 25 nấm mèo, mình ngâm nở ra được nhiêu đây. Thêm 100 g cái tàu hũ kia cộng. Chỗ bạn nào mà không mua được cái tàu hũ kia cộng tươi này á, thì mình thay thế bằng cái tàu hũ kia cộng khô. Hoặc là mình bỏ qua cái bước này, mình làm ba cái nguyên liệu nấm và cà rốt thì cũng được. Rồi cắt xong mình cho ra dĩa luôn. Cuối cùng là mình đập cái hành tím này ra ha. Bạn nào ăn chay mà có cửa hành tím á, thì mình khỏi cho. Hôm nay á, mình làm nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, không có đi chợ, thành thử ra không có mua được cái hành ba rô. Mình hướng dẫn món chay nên chia sẻ linh động. Bạn nào ăn chay cử hành hoặc cái nguyên liệu nào mình không ăn được á, mình không cho là được. Sơ chế xong hết nguyên liệu rồi tiếp đến pha cái bột rau câu ha. Ở đây mình sử dụng là 100 ml nước lọc, 2 phần 3 muỗng canh bột rau câu giòn. Bột rau câu dẻo cũng vậy luôn. Mình sử dụng cái bột rau câu thiên nhiên này nè, sẽ rất là thơm ngon. Rồi mình khuấy cái bột rau câu. Khuấy xong để đây cho bột rau câu nở. Tiếp đến bắc chảo lên cho nóng, cho vô 1 đến 2 muỗng canh dầu ăn. Ở đây mình cho 1 muỗng rưỡi. Cho cái hành tím vô phi cho thơm. Hành dậy mùi thơm thì mình cho cái nấm đùi gà vô mình xào trước để khử đi hết cái vị hăng hắc của nấm đùi gà. Mình vắt cái nấm ráo nước rồi nên mình không sợ nấm ra nước, nên mình xào trong lửa trung bình. Xào nấm đùi gà 5 phút cho nấm săn lại, đồng thời hết đi cái vị hăng hắc của nấm đùi gà. Rồi mình xào cái nấm đùi gà được 5 phút nè, nấm săn lại hết vị hắc rồi á, tiếp đến mình cho cái nấm mèo vô. Mình xào nấm mèo chừng 2 đến 3 phút để khử đi cái vị hăng hắc của nấm mèo. Rồi mình xào nấm mèo được 3 phút mình cho cái cà rốt vô.
cho cà rốt vô đảo đều và giảm lửa nhỏ xuống, tiến hành nêm gia vị, cho vô nửa muỗng cà phê muối, 2/3 muỗng cà phê bột nêm chay, 2 muỗng cà phê nước mắm chay, 1 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê dầu hào chay, 1 muỗng cà phê đường. Bạn nào không có đường phèn mình thay bằng đường cát. Bạn nào có ăn bột ngọt thì mình nêm thêm bột ngọt. Rồi mình xào trộn cho thấm đều gia vị. Cuối cùng thì mình mới cho cái tàu hũ khi cộng tươi vô. Tiếp tục xào cho cái tàu hũ kia cộng tươi thấm gia vị và chín chừng 2 đến 3 phút là được, thì cái tàu hũ kia cộng tươi này là chín sẵn rồi. Nêm nhiều một ít tiêu xay theo khẩu vị gia đình. Tiếp tục xào cái hỗn hợp nguyên liệu hòa quyện và dậy mùi thơm. Và tất cả hỗn hợp nguyên liệu hòa quyện dậy mùi thơm rồi á, mình cho cái rau câu vô. Và xào trộn cho đều. Món giò thủ chay này làm rất là dễ luôn á cô chú anh chị em và các bạn, mà ăn thì rất là ngon. Mình cho rau câu vô mình xào chừng 3 phút cho dẻo sệt lại. Cuối cùng mình cho vô một ít cái tiêu hạt. Mình cho theo khẩu vị gia đình. Rồi mình trộn cái tiêu hạt cho đều. Mình xào chừng 2 đến 3 phút, nhưng mà nếu như còn lỏng thì mình cứ xào khi mà thấy cái nguyên liệu dẻo lại như thế này nè. Đó, mình gấp rớt dẻo dẻo như vậy đó là được. Rồi mình tắt bếp. Cho ra cái khay inox nè, cái khay inox này mình đã tráng một cái lớp dầu để khi mà mình lấy cái giò thủ chay ra cho không có bị dính khay ha. Rồi, xong rồi mình dàn cho đều. Thông thường mình làm món giò thủ chay này thì mình có cái lon, mình cho vô cái lon này mình ép. Mà hôm bữa có một bạn khán giả nói với mình đó là bạn muốn làm món giò thủ chay nhưng chỗ bạn là không có mua được cái lon, thì phải làm như thế nào để cho ra được món giò thủ chay. Thì mình có hứa với bạn là để mình chia sẻ cái cách không cần phải lon ép. Thì hôm nay mình chia sẻ làm cái giò thủ chay vô cái khay này nè. Rồi mình sẽ dùng thêm một cái khay nữa, mình tráng ở dưới cái đáy khay một lớp dầu ăn. Nhớ là rửa cái khay cho sạch nha các bạn. Rồi mình ép nhẹ lên trên nè. Nhớ là ép nhẹ thôi, chứ mình mà ép mạnh quá là cái nhân giò thủ chay sẽ bị phèo ra hai bên nè. Rồi mình đè lên một cái tấm thớt. Tấm thớt này chừng nửa ký lô à. Để cho nguội đi rồi mình cho vô ngăn mát tủ lạnh 5 tiếng hoặc là để qua đêm. Rồi mình để cái giò thủ chay qua đêm rồi nè cô chú anh chị em và các bạn. Mình để cái màng bọc thực phẩm để cái giò thủ không có bị khô ha. Quá xá hấp dẫn luôn nè. Rất là chặt, dễ lấy luôn nè. Wow. Đó, đâu cần phải ép khuôn đâu. Mình cũng có được cái món giò thủ chay rất là ngon rồi nè. Rồi mình cắt miếng ra theo sở thích gia đình ha. Rất là bắt mắt, hấp dẫn này ha. Rất là đẹp mắt luôn nè. Mình cắt ra chừng 1 sen đến 1 sen rưỡi. Nói chung là mình cắt theo sở thích gia đình. Sau khi mình cắt cái giò thủ chay này ra
Sắp ra dĩa cô chú anh chị em mà các bạn thấy mình chia sẻ món giò thủ chay này làm dễ mà ngon đó, thì tặng cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh đó, thì bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới tiếp theo, đón xem món ăn chay mới ngon hơn nữa. Sau khi xem video đó, thì chia sẻ cho các bạn cùng xem để cùng ứng dụng làm món ăn chay ngon. Mình cắt như thế nào cũng đẹp mắt hết ha. Rất là chặt dẻ nè, nhìn rất là ngon. À, mình cắt có 8 ly thôi nhưng mà cũng không bị bể nát, rất là dẻo chặt dẻ nè. Rồi mình dọn ra dĩa ha. Rồi mình cắt cái dĩa giò thủ xong rồi nè, món này mình chấm kèm với lại một ít muối tiêu chanh hoặc tiêu tắc, ăn ngon xuất sắc luôn. Rồi mình trang trí lên thêm. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ đến cô chú anh chị em và các bạn cách làm món giò thủ chay không cần phải ép lon đã xong. Chúc cho cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng làm món giò thủ chay này ăn ngon miệng. Tiếp đến là món giò thủ chay thứ hai, nguyên liệu gồm có Diệu Huệ có 2 tay nấm mèo ngâm nở được 100 g, một củ cà rốt 200 g, 2 cây nấm đùi gà 200 g. Các bạn thay thế bằng nấm bào ngư hoặc là nấm tuyết, nấm hải sản cũng được. 100 g tàu hũ kỳ cộng tươi. Các bạn thay thế bằng sườn non chay cũng được hoặc là tàu hũ kỳ cộng khô ngâm nở. Tất cả nguyên liệu này vừa vậy đã rửa sạch, ngâm nước muối và rửa sạch sẽ trở lại rồi. Giờ mình sơ chế hết cái nguyên liệu này. Nấm này mình cắt miếng xéo xéo nhỏ nhỏ như thế này. Cái nấm đùi gà này mình cắt nhỏ ra khi mình làm cái giò thủ chay sẽ dễ kết dính đó các bạn. Mình cắt cái nấm đùi gà xong rồi, tiếp đến mình cắt cái tàu hũ kỳ lá tươi, cắt xéo ra. Cắt tàu hũ kỳ lá xong, tiếp đến mình cắt nấm mèo sợi nhỏ ra. Cắt như thế này để khi mình làm cái giò thủ chay dễ kết dính hơn đó các bạn. Rồi cắt nấm mèo xong, tiếp đến mình cắt cái cà rốt sợi nhỏ ra như thế này đó các bạn. Rồi dù hẹp cắt xong nguyên liệu rồi, tiếp đến bắt cái chảo lên cho nóng, cho vô một muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng rồi mình cho vô một chút hành baro băm. Bạn nào ăn chay vì sức khỏe thì mình cho bằng hành tím cũng được. Mình phi cho hành dậy mùi thơm. Hành dậy mùi thơm rồi mình cho cái nấm đùi gà vô, mình xào khử cho hết cái vị hăng hắc của nấm đùi gà. Mình xào nấm đùi gà trong lửa lớn để nấm không có bị ra nước. Nấm đùi gà săn lại và dậy mùi thơm rồi á, mình cho tiếp cái nấm mèo vô. Mình cho nấm mèo vô, mình tiếp tục xào 1 đến 2 phút để cho cái nấm mèo hết cái vị hăng hắc. Mình xào nấm mèo được 2 phút rồi, mình cho vô một chút xíu bột nêm chay. Giai đoạn này mình nêm vô một chút xíu bột nêm chay để cho cái nấm điều vị. Rồi cái nấm đùi gà và nấm mèo chín rồi á, mình bắt xuống mình cho cái chảo khác lên hoặc các bạn rút ra. Rồi mình sử dụng lại cái chảo đó cũng được. Mình dự hệ sử dụng cái chảo khác, mình cho vô một muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng rồi mình cho vô một chút hành baro và hành tím. Bạn nào ăn chay có cử hành thì bỏ qua. Rồi hành dậy mùi thơm rồi á, mình cho cái cà rốt vô mình xào. Bất cứ món xào nào mình xào có thứ lớp thì món ăn sẽ ngon hơn, còn mình cho tất cả tạp vô mình xào á thì mùi nó sẽ bị nồng. Thành thử ra dù hệ xào hai chảo như thế này á để món ăn được thơm ngon đậm vị hơn. Rồi mình xào cái cà rốt này cho săn lại trong 1-2 phút thì mình cho cái tàu hũ kỳ cộng vô mình xào luôn. Mình cho cái tàu hũ kỳ cộng này vô mình xào chừng 1 phút cho săn lại và dậy mùi thơm. Tiếp đến mình nêm 1/3 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột nêm chay. Cái nấm lúc nãy cũng đã nêm bột nêm rồi, bây giờ mình chỉ cho vô nửa muỗng bột nêm chay thôi. Món này mình tiêu chấm với muối tiêu chanh nữa, thành thử ra mình nêm mặt lạc á, thì sẽ ngon hơn. Nửa muỗng cà phê nước mắm chay, nửa muỗng cà phê nước tương, nửa muỗng cà phê dầu hào chay. Rồi mình
xào trộn cho thấm đều gia vị. Tiếp đến mình cho cái nấm bì gà và nấm mèo xào lúc nãy vô chung với cái chảo này luôn, rồi mình trộn cho thấm đều gia vị, rồi nguyên liệu thấm đều gia vị. Tiếp đến mình sử dụng cái chảo này để mà mình pha rau câu để đỡ phải rửa, đồng thời mình tráng cái nước nấm ở trong đây cũng rất là ngon ngọt ha các bạn. Mình cho như 2 muỗng cà phê bột rau câu giòn. Tiếp đến 2 muỗng cà phê bột rau câu dẻo. Rồi mình cho vô 60ml nước, mình khuấy cho tan cái bột rau câu. Khuấy tan bột rau câu rồi á, mình cho vô cái chảo nguyên liệu. Mình tráng một ít nước vô cái chảo. Cho cái nước tráng chảo nữa là 70ml nước. Nếu như mà các bạn có cho lỡ tay á thì mình cứ xào cho cái nguyên liệu này săn lại là được. Rồi mình nêm vô một chút tiêu xay. Rồi mình tiếp tục xào cái nguyên liệu cho hòa quyện với lại rau câu vừa cho vào xong. Mình xào 2 đến 3 phút cho cái rau câu chín. Rồi như vậy là cái nguyên liệu giò thủ chay đã chín và được rồi. Tiếp đến mình sử dụng cái lon ép bằng inox. Rồi mình cho vô như vậy đó. Mình cho cái nắp này vô các bạn. Rồi mình cho vô một cái miếng lá chuối mình kê. Có lá chuối thì cho, không có lá chuối khỏi cho. Rồi là mình múc cái nguyên liệu mình vừa xào cho vô cho đều. Để ngày mai nguội mình cắt cái giò thủ chay trông đẹp mắt hơn. Và mình cho không có đều thì mình cắt ra không có đều, không đẹp. Và cái món này các bạn lưu ý là mình cho trong lúc nóng như thế này á thì mới kết dính ha. Để nguội rồi mới cho á là cũng sẽ không kết dính, hoặc là hơi nguội cũng không kết dính được như ý. Thành thử ra mình phải cho lúc đang nóng như thế này thì cái giò sẽ kết dính rất là chắc luôn. Rồi mình cho cái nắp vô, mình ép. Rồi mình cho cái cây vô, gài vô là mình xiết. Mình xiết cái giò chay này vừa tay thôi. Rồi mình để đây cho nguội. Bớt 10-15 phút sau, mình lại mình xiết. Rồi khoảng nửa tiếng mình xiết. Mình xiết cho đến khi nào mình thấy cái giò thủ chay, cái lon này mình sờ vô mình thấy nó nguội mà không thể xiết được nữa thì mình cho vô ngăn mát tủ lạnh chừng 3 tiếng là mình lấy ra cắt ăn được. Rồi như vậy để cái giò thủ chay này qua đêm rồi nè. Giờ mình cắt ra. Màu rất là đẹp luôn các bạn. Mình có cái lá chuối mình kê vô như thế này thì rất là đẹp. Rồi mình cắt cái giò thủ chay ra. Wow, quá xá hấp dẫn luôn nè, rất là đẹp luôn. Mình cắt như thế này rồi mình cắt miếng nhỏ lại. Mình cắt chừng 2 sen là được nè các bạn. Quá xá hấp dẫn luôn nè. Rất là chắc. Cô chú anh chị em và các bạn thấy Diệu Hệ chia sẻ món giò thủ chay này ngon á thì tặng cho Diệu Hệ một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới tiếp theo. Đón xem món ăn chay mới ngon hơn nữa. Sau khi xem á thì chia sẻ cho tất cả các bạn cùng xem để lan tỏa món ăn chay. Đó. Rồi các bạn cắt lại
miếng nhỏ theo sở thích gia đình. Mình có thể cắt như thế này nè các bạn, này hoặc các bạn có thể cắt dọc như thế này tùy theo sở thích của gia đình. Món giò thủ chay này á, mình chấm với muối tiêu chanh. Rồi, như vậy là mình đã chia sẻ đến cô chú anh chị em và các bạn hai cách làm giò thủ chay đã xong. Chúc cho cô chú anh chị em và các bạn làm hai món chay này ăn ngon miệng. Món ăn chay hôm nay như vậy là đã hoàn thành rồi. Mình xin được kết thúc video ở đây. Thân mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video mới. Mình tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon.